Nồi nấu phở điện Niu Sun là sản phẩm vô cùng quen thuộc mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ quán ăn nào. Với lớp chất liệu inox 304 có độ dày lên tới 0,8mm, sản phẩm không khỏi để lại ấn tượng bởi sự bền bỉ. Hai đường cán gân trên và dưới tăng độ chắc chắn của nồi gấp 5 lần, cho chất lượng nước dùng thơm ngon, đặc biệt hấp dẫn. Cả nhà, trong video ngày hôm nay thì Hường sẽ giới thiệu cho các bạn một nhân vật chính vô cùng hot hit trong các quán kinh doanh bún phở, đó là nồi nấu phở điện liền nồi 30 lít của Niu Sun. Được thiết kế với dung tích khá nhỏ nên chiếc nồi này dùng để nhúng trần bánh phở, trụng rau, trụng thịt cho các quán bún phở, và thuộc dòng nồi nấu phở điện công nghiệp đa năng nên chúng ta có thể sử dụng được với nhiều mục đích khác nhau như là nhúng trần bánh phở, trụng rau, trụng thịt, ninh hầm xương, hoặc là luộc giò, luộc bánh, luộc rau củ quả, thủy hải sản. Nồi sử dụng nhiên liệu điện nên khá sạch sẽ, an toàn cho người tiêu dùng, không có khói bụi độc hại cho sức khỏe như là khí than, ga. Và với hệ điều khiển được thiết kế ngay phía dưới thân bệ thì chúng ta có thể sử dụng nồi đối với các cơ sở kinh doanh ở ngoài trời hoặc là cần phải di chuyển nhiều. Trong suốt quá trình đun nấu thì nồi nấu phở điện liên tục phải tiếp xúc với nước, gia vị, thực phẩm ở nhiệt độ cao, nhưng mà chúng ta lại hoàn toàn không hề lo sợ về vấn đề hàn gì, bởi vì 100% chất liệu của chiếc nồi này đều được làm từ loại inox cao cấp nhất, inox 304. Đây là chất liệu không lo hàn gì, qua thời gian chịu nhiệt tốt và vô cùng bền bỉ, có tuổi thọ lên tới trên 10 năm tuổi. Điểm đặc biệt hơn nữa là lớp chất liệu này còn có độ dày lên tới 0,8mm, tăng độ bền bỉ hơn so với những sản phẩm nồi nấu phở giá rẻ ngoài thị trường chỉ có độ dày là 0,5mm. Cải tiến mới nhất của nồi là được thiết kế thêm hai đường cán gân trên và dưới, tăng độ cứng cáp chắc chắn cho sản phẩm gấp 5 lần, lại còn thêm về tính thẩm mỹ nữa. Không chỉ bền bỉ mà nồi còn tiết kiệm điện. Nồi nấu phở Niu Sun có thành nồi kết cấu 3 lớp. Ngoài hai lớp inox cao cấp còn có lớp bảo ôn cách nhiệt ở giữa, dày dặn 3cm. Lớp bảo ôn này là lớp foam có tác dụng giữ nhiệt vượt trội và đảm bảo an toàn hơn so với bảo ôn làm từ bông thủy tinh. Yếu tố giữ nhiệt này cũng là một phần cực kỳ quan trọng để làm nên chất lượng nước dùng đặc biệt, trong và ngon hơn từ nồi nấu phở điện liền nồi 30 lít của Niu Sun. Và đương nhiên rồi, khi mà các bạn có vô tình chạm tay vào nồi thì cũng không hề lo sợ bị bỏng. Toàn bộ thanh nhiệt của nồi nấu phở Niu Sun đều được làm từ inox 304 với hai thanh nhiệt tổng công suất là 4kW nên tăng tốc độ gia nhiệt nhanh chóng. Thay vì phải mất cả tiếng đồng hồ để đun sôi lượt đầu thì nồi nấu phở điện liền nồi 20 lít chỉ mất từ 20 tới 25 phút để làm điều đó. Thêm nữa, thiết kế thành nồi cách nhiệt giúp nước được giữ nóng lâu hơn, hạn chế số lần bật đun lại. Trên thực tế, khi nước đã sôi thì bạn có thể giảm nhiệt độ của thanh nhiệt xuống, do đó mà lượng điện tiêu thụ cũng được tiết kiệm đáng kể. Việc thay thế linh kiện thanh nhiệt cho nồi nấu phở điện liền nồi 30 lít này của Niu Sun cũng cực kỳ dễ dàng và chúng ta có thể thao tác ngay tại nhà. Với hàng xưởng chất lượng cao luôn sẵn có tại điện máy Niu Sun thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. Để thanh nhiệt hoạt động hiệu quả thì hệ điều khiển được thiết kế ngay trên thân bệ của nồi, gồm đèn báo và rơ le điều chỉnh nhiệt độ. Nồi nấu phở điện liền nồi 30 lít được thiết kế rơ le nên bạn có thể điều chỉnh mức nhiệt phù hợp từng giai đoạn nấu, và rơ le có khả năng cảm biến tự ngắt khi đạt đến nhiệt độ cài đặt và bật trở lại khi giảm xuống dưới mức cho phép nên tiết kiệm điện hiệu quả. Ngoài những ưu điểm trên thì nồi nấu phở điện liền nồi 30 lít của Niu Sun còn được thiết kế tối ưu tới từng chi tiết nhỏ để có thể mang lại hiệu quả cao nhất cho các bạn. Như là nắp vung nồi chắc chắn, thiết kế liền khối, đóng mở dễ dàng giúp nồi không bị ra thoát nhiệt. Van xả ngay bên dưới có thể lấy toàn bộ phần nước dùng còn lại ra ngoài tiện lợi hơn và vệ sinh nồi dễ dàng. Chân đế vuông cao su giúp cố định nồi chắc chắn. Và tiếp theo thì Hường sẽ hướng dẫn các bạn cách vận hành nồi nấu phở điện liền nồi 30 lít của Niu Sun nhé. Bước 1. Kiểm tra van nồi đã được khóa chặt chưa. Bước 2. Mở nắp đặt tấm chắn đáy. Bước 3. Cho nước vào nồi nấu phở. Lưu ý, nước luôn phải ngập thanh nhiệt để đảm bảo thanh nhiệt không bị cháy. Bước 4. Điều chỉnh rơ le ở nhiệt độ cao nhất. Sau khoảng hơn 20 phút nước đã sôi, bạn có thể vặn nhỏ lại. Thanh nhiệt sẽ tự động ngừng ra nhiệt khi đạt tới nhiệt độ cài đặt và tự động bật trở lại khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức cho phép. Bước 6. Sau khi nấu xong, vặn rơ le về 0 và xả nước vệ sinh nồi.
Vừa rồi thì các bạn đã được theo dõi review chi tiết về thiết bị cực kỳ hot hit này rồi. Nếu như mà các bạn thấy yêu thích sản phẩm thì có thể đặt mua ngay tại điện máy New Sun với rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí vận chuyển 10 km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy New Sun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để được tư vấn miễn phí và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy New Sun 0777 555 155 hoặc 0788 555 155. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập vào website dienmayneusun.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác. Cảm ơn mọi người rất nhiều và đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để là người đầu tiên theo dõi những video mới nhất tại điện máy New Sun. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.